nên là cũng chính đi vào công viên Arendelle. Công viên này rất là rộng, đến hơn 80 hecta. Trên cây đang có rất là nhiều chim, chắc là chuẩn bị rủ nhau đi đánh đông. Lá rụng gần hết rồi, cuối mùa thu rồi, mùa thu rất ngắn, bắt đầu từ cuối tháng 9 cho đến cuối tháng 10. Công viên Arendelle một chiều cuối thu. Phía trên là đường Dundas, một con đường rất dài từ đông sang tây, văng vẳng từ xa là tiếng chuông nhà thờ rung nhịp lúc 5 giờ. Tiếng suối chảy, nước chảy róc rách, lá thu bay bay. Dưới cầu nước chảy, sông Credit, gọi là sông nhưng mà nó nhỏ như con suối, băng qua rất nhiều khu vực đẹp ở thành phố Mississauga. Xa xa là rừng phong, cách đây chừng 3 tuần vàng rực lá, đến bây giờ thì lá rụng nhiều lắm rồi. Đây là dòng sông có cá hồi, tới mùa sinh sản thì nó lội ngược dòng lên phía trên. Tiếng lá rơi, lá mùa thu. Phong lá đỏ, những cây phong lá đỏ cuối cùng của mùa thu. Trời mới mưa, mấy hôm nay trời mưa cho nên lá rụng ở đây nhìn rất là ướt át. Cái lội bộ trong những cái khu rừng như thế này nhìn vậy thôi nhưng mà rất là an toàn. Thì xa xa phía dưới đó có những cái anh chàng đang câu cá. Cây này quá đẹp,
Đây là những cây phong cuối cùng còn lá trên cây. Chừng tuần sau thì sẽ trơ trụi như những cây bên này. Những cây phong tán lá rất là đẹp, màu vàng xen với màu cam. Con đường đi xuống bờ sông Credit, lá phong vàng rực. Lá phong biểu tượng của Canada. Đây là cảnh chuẩn bị tàn thu. Cuối tháng 10 năm 2020.